Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật một số thông tin về những đồng coin mà chúng ta đang khai thác nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ cập nhật thông tin cái thằng đó là ICA Network. Thì thằng này hiện tại nó đang cho chúng ta khai thác đó là phiên bản thử nghiệm và hiện tại thì nó đã có giờ uh, ngày giờ luôn các bạn để mà ra mắt phiên bản chính thức. Và cái thằng ICA này nó đã thông báo như sau, đó là ngày 7 tháng 7 năm 2023 vào lúc 7 giờ 7 phút giờ GMT cộng 4 nha các bạn chúng ta là ở múi giờ cộng 7 mà cái giờ này cộng 4 à, tức là chúng ta chạy trước cái múi giờ này à, à, khoảng 3 ba tiếng nha các bạn thì 7 giờ thì chúng ta chạy trước 3 tiếng là khoảng là à, lấy 7 3 nha các bạn khoảng 4 giờ sáng nha 4 giờ sáng giờ đó là ngày 7 tháng 7 năm 2023 là nó sẽ chính thức mở cho chúng ta khai thác phiên bản chính thức nha các bạn và ic network là một dự án phải nói là cực kỳ tiềm năng luôn các bạn nó không có mà quảng cáo là không bán ico nha các bạn và tất cả mọi cái đều là miễn phí nha các bạn và đây là một dự án mà rất nhiều những mà những người nổi tiếng đã BA cho nó rất là nhiều nha các bạn cho nên các bạn không nên bỏ lỡ nha. Đây là một dự án là nó có cái lộ trình khá là cụ thể các bạn và hiện tại là tháng 7 năm 2023 là nó cho khai thác miễn phí và đến tháng 7 năm 2024 là nó sẽ cho lên sàn luôn nha các bạn. Lộ trình của nó đã có rồi nha các bạn. Cho nên các bạn nào mà chưa đăng ký hiện tại thì các bạn có thể đăng ký để mà chúng ta chuẩn bị còn khoảng vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta đã chuẩn bị là khai thác phiên bản chính thức nha các bạn và thằng này nó có một cái đó là các bạn gửi stack kênh càng nhiều thì các bạn gửi kiểu khó các bạn khó cái đồng ic lại càng nhiều thì tốc độ khai thác của các bạn càng cao nha và các bạn khó trong thời gian càng lâu thì tốc độ khai thác nó cũng càng cao nha các bạn cho nên hiện tại bạn nào chưa đăng ký tài khoản thì các bạn nên đăng ký ngay và luôn nha các bạn mình sẽ để đường link bên dưới phần bình luận nha rồi kế tiếp là mình sẽ cập nhật thông tin cái thằng bnb network nha các bạn thì cái thằng này nó mới cho chúng ta ra mắt khoảng một tháng này thôi để mà chúng ta khai thác miễn phí nha và mình đã có làm một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản khai thác rồi nha các bạn và hiện tại thì nó đã cập nhật cái tổng cung và nó đã thông báo cụ thể cho trang Twitter của nó nha các bạn. Đó là tổng cung đó là 1 tỷ coi nha các bạn, 1 tỷ cái đồng BNB nha. Thì đối với một đồng coi thì 1 tỷ nó không là lớn nha các bạn, cho nên đồng này phải nói là cực kỳ ít và khan hiếm nha các bạn. Cho nên các bạn hiện tại là nó đang cho khai thác tốc độ cao nha các bạn. À, tới 5 cái đồng BNB trên 1 tiếng đồng hồ cho nên các bạn cái này khai thác cũng đơn giản thôi các bạn, giống như bi nó quốc thôi. Cứ sau qua 24 tiếng chúng ta vào khai thác bấm cho nó tự động khai thác một lần nha các bạn. Và mình cũng sẽ để đường link bên dưới phần bình luận bạn nào mà chưa đăng ký thì thì đăng ký nhá, hiện tại để được tốc độ cao nha các bạn chỉ có 1 tỷ coi thôi cho nên các bạn nào vào sớm thì các bạn khai thác được nhiều nha các bạn nào vào sau thì các bạn khai thác ít nha cái đó là cái thiệt thòi của các bạn đó các bạn cho nên các bạn nên đăng ký cái tài khoản ngay bây giờ nha các bạn rồi tiếp theo đó là mình cập nhật cái thằng đó là vosi nha các bạn và cái thằng vosi này mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản và khai thác nó rồi thì nó có một cái thông báo cụ thể như sau đó là vosi là dự án đau thật sự duy nhất trên thế giới các quỹ khai thác miễn phí và airdrop toàn cầu chiếm 45% lượng phân phối đó là token. Chẳng hạn như là co, co đau đó các bạn thì chỉ có 25% cho chúng ta khai thác miễn phí thôi. Còn hiện tại Voxy đang tung ra sổ số, số và giải thưởng lớn nhất đó là 50.000 USDT trong tương lai. Tức là cái thằng Voxy này nó sẽ cho chúng ta đó là khai thác miễn phí, airdrop miễn phí đó các bạn. Lên tới 45% nha các bạn. Hiện tại thì cái tổng cung của thằng này mình chưa rõ là bao nhiêu các bạn. Nhưng mà cái mà cái nó cho chúng ta được lên tới 45 phần trăm sự đây là một con số quá là khủng luôn các bạn à, như thằng co đau thì chỉ có 25 phần thôi Còn những thằng khác thì nó chỉ có rớt khoảng từ 5 tới 10 phần trăm thôi các bạn còn thằng qua này thì nó tới 45 phần trăm nha Đây là một con số khai thác miễn phí cực kỳ lớn nha các bạn mình cũng đã làm video hướng dẫn các bạn khai thác cái thằng này rồi nha các bạn có thể bấm vào cái đường link bên dưới phần bình luận để mà xem lại video đó nha các bạn nếu các bạn chưa xem nha rồi và tiếp theo thì mình sẽ cập nhật thông tin cái thằng kết co nha các bạn. Thì theo như kế hoạch thì kết co nó sẽ tạm đóng cho chúng ta khai thác miễn phí. À, tạm đóng cái mà đăng ký tài khoản nha các bạn. Đó là ngày 20 tháng 7 thì nó sẽ đóng. Nó không cho chúng ta mà đăng ký tài khoản mới nữa các bạn. Và nó sẽ mở lại vào tháng 10. Tháng 10 nó mới cho chúng ta mở lại. Tức là trong thời gian này nó sẽ cho thằng kết co rút về ví và cho lên sàn. Còn tới tháng 10 nó mới cho mở khai thác miễn phí lại nha các bạn. Và hệ thống giới thiệu cũng sẽ đặt lại vào ngày 10 tháng 8, tức là hiện Hiện tại chúng ta mời bạn bè đó các bạn là sau cái đợt này á, là nó sẽ cho chúng ta rút về và rút về ví Metamask và lên sàn. Thì cái cái mà bạn bè chúng ta giới thiệu á, là chúng ta sẽ bị mất hết và nó sẽ đặt lại vào ngày 10 tháng 8. Tức là ngày 10 tháng 8 là chúng ta nó cho một đợt khai thác mới á, là chúng ta bắt đầu mời lại bạn bè lại từ đầu nha các bạn. Đây là một cái phong cách phải nói là rất là hay nha, rất là lạ đời, không giống như những cái thằng coi khác nha các bạn. Và mình sẽ, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lộ trình của nó nha, lộ trình của nó cũng khá là cụ thể nha các bạn. Và đây là cái lộ trình của nó nè các bạn nè. Ngày 20 tháng 7 là nó sẽ dừng dừng cho mà đăng ký tài khoản mới nè. Rồi ngày 31 tháng 7 là nó sẽ dừng cho chúng ta đó là khai thác nha. Tức là ngày 20 là dừng đăng ký tài khoản mới và chúng ta khai thác tới ngày 31 tháng 7 là nó sẽ dừng cho chúng ta khai thác luôn. Rồi bắt đầu ngày 10 tháng 8 là nó sẽ dừng kc nha các bạn. Hiện tại là nó đã mở KYC rồi, các bạn có thể đăng ký vào KYC luôn và tới ngày 15 tháng 8 là nó sẽ dần bán ICO nè và đến ngày 15 luôn cũng là ngày 15 thì nó dần bán ICO là nó cho chúng ta đó là rút về quý luôn nha các bạn đấy ngày 15 tháng 8 nha và hiện tại thì tháng 7 rồi ngày mấy tháng 7 rồi các bạn à thì chỉ còn khoảng vài chục ngày nữa thôi các bạn khoảng chưa tới một tháng các bạn hai mươi mấy ngày thôi là chúng ta đã có thể rút thằng này đó là về ví rồi các bạn và hiện tại là chúng ta có thể thêm nó vào ví Metamask mắt nha và cái thằng này mình cũng đã có làm video hướng dẫn các bạn đăng ký hướng dẫn các bạn khai thác và hướng dẫn các bạn cài xe hết rồi nha các bạn hướng dẫn các bạn thêm nó vào ví Metamask luôn nha và các bạn nào chưa biết thì cứ việc click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà xem những video đó nha các bạn rồi tiếp theo đó là mình sẽ cập nhật thông tin đó là cái thằng ví đó là ví Imota nha các bạn. Tức là chúng ta khai thác cái đồng đó là đồng Otara nha. Và bạn nào đây là một cái ví của Việt Nam nha các bạn. Và cái ví này có cái thằng đó là cái sàn Remetano đứng đằng sau để mà phát triển cái ví này nha các bạn. Cho như các bạn biết thì cái sàn Remetano là một trong những cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Việt Nam. Và cái ví này cũng là một cái ví đến từ Việt Nam. Cho nên đây là một cái ví kiểu như ví tiền điện tử thì các bạn giống như cái ví MetaMask vậy đó các bạn. Hiện tại thì nó đã nâng cấp lên một cái phiên bản như mới nha. Và hiện tại bạn nào mà đăng ký tài khoản của nó thì nó sẽ cho các bạn đó là năm cái đồng BUSD tương ứng với là 5 đô la nha các bạn và cái năm cái đồng BUSD này thì nó sẽ khó nha các bạn nó khó khi nào mà các bạn mở mà khi mà các bạn mở giao dịch đó các bạn KIC các bạn mở giao dịch các bạn nạp tiền qua đây để mà giao dịch đó, thì hoặc là sau này các bạn chuyển nhận coi á thì các bạn sẽ nhận được năm cái đồng BUSD nhận này, này nha các bạn nhưng mà hiện tại thì chúng ta đăng ký nó không phải nhận năm đồng BUSD là chính đâu các bạn mà chúng ta đăng ký nó để mà khai thác cái đồng đó là cái đồng Otara nha Otara của cái ví Imota nha các bạn các bạn đừng nhầm lẫn nha khai thác cái đồng Otara nha và tất nhiên thì sau này cái đồng Otara này nó sẽ lên sàn nha các bạn hiện tại nó đã mở cái cái ví này nó đã mở chức năng đó là swap rồi nè các bạn và sau này hiện tại thì cái mà token để làm cái phí giao dịch đó, đó là USDT nha nhưng mà sau này chắc chắn cái đồng Otara nó sẽ làm cái phí giao dịch trên cái mà ví này luôn nha các bạn cho nên Otara là một cái token mà các bạn không nên bỏ qua nha đây là một token ví cực kỳ tiềm năng nha các bạn và cùng mình cũng sẽ để đường link bên dưới phần bình luận các bạn có thể đăng ký tài khoản nha rồi và tất cả mọi video hướng dẫn của những cái đồng coin mà mình đã nói cho nó mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn có thể lướt vào để mà đăng ký để mà khai thác những cái đồng mà airdrop miễn phí nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và wow, qua wow, chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.